さん、こんにちは。Bài 44 lần trước chúng ta còn một cấu trúc cuối cùng nhé. Mình chưa có giải quyết xong, cho nên mình giải quyết luôn ha. Cho bài 44 cấu trúc cuối cùng đó là gì? Mình sử dụng khi muốn nhờ vả người khác. Khi muốn nhờ vả một người nào đó làm cho mình hoạt động. Thì trước đây các bạn đã học cách đó này rồi nhé. Quý bạn còn nhớ không? Đó là gì? Động từ đưa về thể tác cộng với là itadakimasenka. Itadakimasenka. Thì các bạn muốn muốn các bạn đã nhiều mới học xong động từ itadakimasu á. Itadakimasu là kính ngữ của moraimasu. Hai bằng là moraimasu. Vậy thì câu này có nghĩa là gì? Là tôi có thể được anh làm giúp cho cái gì đó hay không? Thì bài 44 này chúng ta sẽ học thêm một cách nói nữa bằng với cách nói này. Đó là động từ chúng ta chia về thể tên cộng với lại cứ đang sai mà xem được các. Nếu bạn vừa mới học bài 44 kudasaimasu, nó là kính ngữ của kudemasu, tức là gì? Anh có thể làm giúp cho tôi cái gì đó hay không ha? Hai cái này nó bằng nhau và về ý nghĩa nó bằng nhau ha. Là ví dụ như cái gì, là nếu bạn muốn nhờ bạn người khác, câu đầu tiên các bạn nói thầy sumimasen được không? Mình nói sumimasen là trước rồi mình mới nói cái điều nhờ bạn sau ha. Đây là phép lịch sự xin lỗi, nhưng mà cái gì, bởi vì tôi không biết đường nhé, cho nên là gì, có thể chỉ tôi cách là có thể gì vẽ giùm cho bạn đồ hay không. Rồi câu đó nói như thế nào đây? Michi ga không biết đường ha. Wakaranai no de này, có thể vẽ bản đồ giùm tôi được không? Chizu o vẽ ha, chia thành gì? Kaite kudasaimasenka. Xin lỗi, vì gì tôi không biết từ, cho nên là gì anh có thể vẽ giùm tôi bản đồ được hay không? Ví dụ thứ hai, ví dụ như các bạn đi làm việc ở Việt Nam thì cũng như vậy đấy, các công ty dịch cũng như thế, nhưng mà đặc biệt khi các bạn sang Nhật nhé, đa phần các bạn sẽ tự làm rất là nhiều. Có nói ví dụ như là gì, các bạn sẽ tự photo tài liệu. Ở trường thì sao, mỗi lần photo các bạn chạy xuống tiệm photo nhờ photo dùng, nó không sao trả tiền. Nhưng ở cái công ty dịch các bạn phải tự vận hành cái máy photo đó, và đa phần là gì, lần đầu các bạn vào công ty sẽ không có vận hành được đâu. Vì sao? Thứ nhất các bạn học biết cách photo, thứ hai là gì, nó ghi bằng tiếng Nhật. Thì các bạn có thể hỏi những cái người ở công ty là gì, xin lỗi, là có thể chỉ cho tôi cách sử dụng máy copy được hay không? Vẫn là gì, sumimasen dạ, rồi cách sử dụng máy copy là gì? Copy shimasu, và cái chữ copy là rồi cái máy là bạn gắn thêm chữ key vào, nó thành là gì, máy copy ha, máy photo. Rồi cách sử dụng gắn vào một cái từ no, sử dụng là gì? Tsukai mas, bỏ mas cộng kata là cách sử dụng. Kobiki no tsukai kata o chỉ ha, chỉ và oshiete kudasaimasenka. Rồi, ý là gì? Anh có thể chỉ cho tôi cái cách sử dụng máy copy hay không? Thì hai cấu trúc này về mặt ý nghĩa nó giống nhau nhé. Nhưng khi bạn nói itadakimasenka nó sẽ lịch sự hơn so với lại tekudasaimasenka, lịch sự hơn nhé. Vì sao? Ở đây bạn còn hỏi ý gì khác nhé, là gì? Không biết là tôi có thể được anh làm giúp cho cái này hay không? Còn ở đây là gì, bạn nhờ trực tiếp người ta là anh có thể giúp cho tôi cái gì đó hay không. Về mặt lịch sự thì tekudasaimasenka nó lịch sự hơn, nó còn hỏi ý kiến người khác một chút xíu. Còn tekudasaimasenka là bạn nhờ trực tiếp người ta nhé. Nhưng khi bạn nói thì bạn có thể sử dụng một trong hai bước này để nhờ bạn khác, không có gì cả.
các bạn cho cô ba dấu hiệu để tên cho đáp án nó xem cá nhé. Rồi đây là bài 1 của pháp 41 và chúng ta giải quyết xong. Hãy đăng ký kênh để xem bài này.